Chào mừng toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio giới thiệu với các bác một đôi Peeler S701. Đôi S701 thì lâu lắm nghe mới về. Hôm nay trước mắt các bác là đôi S701. Đôi này thì rất là uy lực. Riêng cái dòng 701 màng carbon mà con này là sở hữu bát 32, một chung và một chép. Đôi này thì các bác vừa nghe nhạc vừa hát, nó khác với cả những cái dòng Peeler khác. Con này là màng carbon, gân vẫn còn zin, rất là ok. Hình thức con này rất là đẹp. Con này sở hữu 68 cm của chiều cao, ngang là 38 và sâu là 32-33 cm. Một chiếc của Peeler S701 thì khoảng gần 30 cân đấy, tầm đấy á. Và hiện tại thì con này em đang ghép cùng con Peeler I7. Không những dòng 701 chất âm nó rất là hay, hát được cả karaoke và độ nhạy của con này thì tương đối là cao. Con này lên đến 92 decibel và mắc của nó là 200W, trở kháng là 6 ohm. Con này thì rất là ok. Các bác nghe nhạc hát karaoke riêng dòng 701 này thì tuyệt vời luôn. Một bộ combo như thế này, em ghép cùng con Peeler I7 em vừa mới nhắc xong. Con Peeler I7 thì trở kháng cũng từ 6 cho đến 16 và công suất của nó là 160W một con. Một bộ combo như thế này, các bác chơi một bộ hoặc riêng đều ok hết. Các bác qua bên em có rất là nhiều hàng để phục vụ Tết 2019. Một bộ như thế này thì em báo giá là 17.800.000. Các bác cụ thể alo cho em theo số 098 369 8887 ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh. Hôm qua đôi Kenwood 990 class AD em làm video clip để tháo củ cho các bác, nhưng mà anh em qua bốc nên là không có thời gian để tháo ra cho các bác chiêm ngưỡng ở bên trong. Các bác có nhu cầu sở hữu con Peeler S701 rất là ok như thế này thì alo sớm cho em. Em xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc ạ.
anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương xót cả ngày em giận, khi xa nhau đêm ngàn vạn dặm, giận chẳng xoay lòng anh đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Anh chỉ tìm thấy nhớ em thôi. Một nắng ai xuống rồi trời đã cất, bao vất vả bàn tay em lo em, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu có nhu cầu alo sớm cho em 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.